Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của người dân Việt Nam, chỉ tính riêng trong tháng 8 đã đón trên 13.000 lượt khách đến tham quan, nâng tổng số khách đến từ đầu năm đến nay lên gần 461.000 lượt người. Hành trình về nguồn khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào của gần 200 sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân càng thêm ý nghĩa trong những ngày kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từng di tích gắn liền với những sự kiện có ý nghĩa quyết định tới vận mệnh của dân tộc, được thuyết minh hấp dẫn, sinh động, đã giúp những chiến sĩ công an nhân dân tương lai có thêm kiến thức bổ ích, khơi dậy niềm tự hào và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Lần đầu tiên em được đến Tân Trào, và trong những ngày mà lịch sử của ngày tháng 8 cũng như là tháng 9 của đất nước thì em rất là cảm thấy rất xúc động và vinh dự khi mình được đến đây và được tìm hiểu những cái di tích mà Bác Hồ cũng như là Trung ương Đảng đã ở và hoạt động cách mạng. Thì khi mình đến đây thì em có thêm được nhiều kiến thức cũng như là có thêm được nhiều cái trải nghiệm để mà sau này có thể về kể lại cho các bạn cũng như là các người thân trong gia đình của em ạ. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào với nhiều di tích nổi bật như Lán Nà Nưa, Cây Đa Tân Trào, Đình Tân Trào, Đình Hồng Thái, Lán Hang Bồng, nơi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ở làm việc trong suốt hai thời kỳ cách mạng và kháng chiến, đấu tranh giành lại độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Từ đầu tháng 8 năm nay, lượng khách đến tham quan tại khu di tích tăng rõ rệt, đặc biệt là những chuyến hành trình về nguồn của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức mừng Tết độc lập cũng đã trở thành điểm hấp dẫn, thu hút thêm khách du lịch đến với Tân Trào trong dịp này. Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn và cái tinh thần của tuổi trẻ đến với Tân Trào thì cảm thấy rất là bồi hồi, xúc động. Và khi mà đến với mảnh đất Tân Trào được nghe thuyết minh viên giới thiệu về các địa điểm rất là thiêng liêng, cao quý và với cái tinh thần của tuổi trẻ thì sẽ phải cố gắng hơn nữa. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với dấu ấn là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Với những ý nghĩa lịch sử to lớn, khu di tích luôn là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của các thế hệ người dân Việt Nam.